Nhiệt là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho hầu hết các cơn đau nhức. Nhiệt có thể được sử dụng dưới dạng túi sưởi, miếng sưởi, chai nước nóng hoặc đèn nhiệt. Tác dụng của nhiệt làm cho các mạch máu mở rộng, giãn ra, giúp đưa máu tới khu vực bị ảnh hưởng nhiều hơn, kích thích chữa lành các mô bị tổn thương, giúp làm dịu, trực tiếp giảm đau và giảm co thắt. Nhiệt cũng có thể làm cho các mô dẻo dai hơn, giảm bớt độ cứng của khớp. Lưu ý, không dùng nhiệt nóng quá, chỉ vừa đủ ấm. Nếu chườm với nhiệt độ quá cao, sẽ có nguy cơ bị bỏng. Do đó, khi chườm có thể đặt một chiếc khăn giữa nguồn nhiệt và da. Không nên sử dụng nhiệt trên vết thương mới vì sẽ làm tăng chảy máu dưới da xung quanh vùng bị thương và có thể làm cho tổn thương trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ngoại lệ đối với trường hợp đau do căng cơ thắt lưng mới khởi phát thì nhiệt lại hữu ích với rất nhiều cơn đau. Trong trường hợp này là do co thắt cơ hơn là tổn thương mô. Chườm nhiệt thường hữu ích cho các trường hợp sau đây: đau cơ do gắng sức quá mức và các tình trạng đau mãn tính khác, chuột rút hoặc đau co thắt như đau bụng kinh. Trong khi đó, chườm lạnh sẽ làm co mạch máu ở khu vực tổn thương, làm giảm tuần hoàn tại chỗ, từ đó giảm phản ứng viêm và đau cấp, giảm phù nề, giảm trương lực co cơ. Chườm lạnh cũng làm tê vùng tổn thương nên cũng có tác dụng giảm đau cục bộ. Chườm lạnh có thể giúp điều trị các vấn đề về khớp hoặc cơ bị sưng và viêm. Tuy nhiên, nó chỉ có hiệu quả nhất trong vòng 48 giờ sau chấn thương và khi được thực hiện đúng cách. Một số phương pháp chườm lạnh bao gồm: có thể sử dụng một túi chườm lạnh áp trực tiếp vào khu vực bị viêm trong 20 phút, thực hiện cứ sau 4 cho đến 6 giờ trong vòng 3 ngày. Cách thứ hai, ngâm hoặc nhúng vị trí tổn thương trong nước lạnh. Cách thứ ba, massage khu vực tổn thương bằng một khối đá lạnh hoặc một túi nước đá theo chuyển động tròn từ 2 cho đến 5 lần một ngày, tối đa trong 5 phút để tránh bị bỏng lạnh. Lưu ý, không để một túi nước đá trên da quá lâu sẽ chỉ làm cho vết thương trầm trọng hơn. Lưu ý khi sử dụng liệu pháp chườm nóng và chườm lạnh, không sử dụng túi chườm nóng hoặc lạnh khi có vết thương hở. Những người nhạy cảm với nóng hoặc lạnh dễ bị tê khi lạnh, người có bệnh lý mạch máu, máu lưu thông kém, người mắc bệnh đái tháo đường hay những người có vết thương nhiễm trùng. Ngoài ra, không chườm đá lên vai trái nếu bạn bị bệnh tim. Không sử dụng túi nước đá xung quanh, phía trước hoặc bên cổ. Nước đá gây ra hiệu ứng lâu dài hơn đối với sự lưu thông so với nhiệt. Ngoài ra, đặc tính giảm đau của nước đá sâu hơn và lâu dài hơn so với phương pháp nhiệt.